Tới non về xù ăn một tới non về làm tối tầm ra ra sạch không phân thuốc nhà tầm ăn ra nổ cũng sạch. Thank you.
đường, bột ngọt, cho ít muối. Trộn đều lên. Cuối cùng bỏ đậu phộng vô. Để rưới cho kìa. Wow, rất là ngon. Có ra không? Món gỏi tỏi rất là ngon. Một gỏi tỏi tự gió mà ngon. Rồi mời có nhỏ à, cháu ăn. Ngon không?